Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, có hai địa phương ở thành phố là huyện Củ Chi và quận 7 dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Hai địa phương này đang xem xét đề xuất giảm mức độ giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 xuống thực hiện theo chỉ thị 15. Còn lại là thành phố Thủ Đức và các quận huyện khác có thể sẽ vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang cập nhật danh sách người được cấp giấy đi đường của các sở, ban, ngành, quận, huyện và lập danh sách diện được ưu tiên trên đường không cần cấp giấy để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó, công an sẽ kiểm soát người đi đường thông qua công nghệ thông tin. Người không có thông tin trên hệ thống phải quay đầu khi đến chốt. Nhu cầu mua thực phẩm của người dân qua kênh online dịp lễ 2 tháng 9 tăng mạnh. Nhiều sàn thương mại điện tử tăng cường bổ sung nguồn hàng, shipper tất bật mở app nhận đơn giao hàng. Theo một số siêu thị, nhu cầu đặt đơn hàng online của khách hàng tăng vọt, có nơi cao gấp 6 lần so với năng lực của hệ thống, nên dù đang chạy hết công suất nhưng chỉ đáp ứng mức khiêm tốn với mỗi điểm bán chỉ giao được trung bình 100 đơn hàng. Ở các tỉnh Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ đang có khoảng 9,3 triệu con gà lông trắng đến tuổi xuất chuồng nhưng tiêu thụ rất khó khăn. Ngày 3 tháng 9, nhiều địa phương tại Đồng Nai ghi nhận giá gà lông trắng công nghiệp vẫn ở mức thấp kỷ lục từ 6.000 đồng mỗi ký đối với gà quá trọng lượng, còn lại dao động từ 9 đến 12.000 đồng mỗi ký. Ngày 3 tháng 9, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cùng tập đoàn TTC và công ty cổ phần tập đoàn Kido đã ủng hộ 10.000 túi thuốc cho cán bộ chiến sĩ đang làm công tác chống dịch tại Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 4 tháng 9, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần thép Thủ Đức VN Steel, công ty khóa điện tử PHCLOC Việt Nam khai trương trạm bơm oxy tại công ty cổ phần thép Thủ Đức VN Steel hỗ trợ đổi nạp oxy cho chương trình ATM oxy và các trạm y tế lưu động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Thành phố Thủ Đức nói riêng. Thời gian qua, tổ công tác phía Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục phối hợp cùng các tỉnh và doanh nghiệp đưa ra thêm nhiều loại combo nông thủy sản để đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Hiện tại, đầu mối cung cấp các tỉnh đã bắt đầu có nhiều loại hình combo nông thủy sản sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân trong bối cảnh dịch bệnh. Tính từ ngày 24 tháng 7 đến nay, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội đã có 41 trong tổng số 106 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm có kiểm soát phải tạm dừng hoạt động. Nguyên nhân chủ yếu là do các cơ sở không đáp ứng được điều kiện sản xuất 3 tại chỗ. Điều này đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm có nguồn gốc động vật ra thị trường. Doanh nghiệp được phép tự chủ trong quá trình phòng chống dịch bệnh ngay tại công ty là một trong những điểm mở mà Long An giúp cho doanh nghiệp trở lại sản xuất trong thời gian giãn cách xã hội. Cho đến nay chỉ có khoảng 10% doanh nghiệp hoạt động vì đáp ứng được các điều kiện như sản xuất 3 tại chỗ, sắp xếp được một cung đường, hai điểm đến khi dịch bệnh phức tạp trong thời gian trước. Theo số liệu của cơ quan thống kê châu Âu mới được công bố, chỉ số lạm phát của tháng 8 năm 2021 trong toàn khu vực đồng euro đã tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự đoán của các nhà kinh tế học cho rằng việc tăng giá chỉ là nhất thời, nhưng thời lượng và quy mô của nó đang bắt đầu gây lo ngại và nguy cơ lạm phát là có thật. Trong quý 2, thị phần iPhone đã giảm mạnh, điều đó khiến Apple xếp sau hàng loạt ông lớn như Samsung, Apple và Xiaomi. Những năm gần đây, quý 2 là khoảng thời gian ảm đạm nhất đối với doanh số của iPhone bởi một lượng lớn khách hàng đang chờ đợi thế hệ iPhone mới chuẩn bị ra mắt. Năm nay, thị phần iPhone trên toàn cầu đã giảm xuống còn 13,7% trong quý 2. Nga được đánh giá là thị trường xuất khẩu giàu tiềm năng và còn nhiều dư địa phát triển với nông sản Việt Nam. Những mặt hàng thị trường này ưa chuộng như hoa quả tươi, rau, cà phê, các loại hạt, v.v. đều có thế mạnh ở nước ta với sản lượng thu hoạch lớn hàng năm. Tuy nhiên, hầu hết các kệ siêu thị tại thị trường hơn 140 triệu dân này lại vắng bóng thương hiệu Việt bởi khó khăn trong khâu cung cấp hàng với số lượng lớn, ổn định và dài hạn. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Nga trong thời gian gần đây tăng trưởng khá cao. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2021, nhiều mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, như rau quả tăng 50,8%, hạt điều tăng 47,6%, hạt tiêu tăng 61,9%, cao su tăng 266,6%. Tuy nhiên, cũng có một số mặt hàng bị giảm kim ngạch xuất khẩu, đó là cà phê, chè và gạo, giảm đến 75%. Đơn cử như cà phê, trong nhiều năm, Việt Nam là nhà xuất khẩu lớn nhất vào Nga, nhưng các sản phẩm chủ yếu ở dạng thô. Người tiêu dùng Nga hầu như không biết tới cà phê Việt. Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam luôn gặp khó khăn trong khâu cung cấp hàng với số lượng lớn, ổn định và dài hạn. Để đưa được hàng vào các chuỗi này,
ngoài chất lượng sản phẩm, mẫu mã, các doanh nghiệp cần đáp ứng yêu cầu rất quan trọng là phải liên tục có hàng dự trữ tại kho ở Nga để cung cấp thường xuyên cho các cửa hàng. Đồng thời cần có chiến lược xây dựng hệ thống cung ứng hàng tại nước sở tại để cung cấp cho các chuỗi siêu thị. Mặt khác, để tăng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng Việt Nam có ưu thế, các doanh nghiệp Việt Nam cần đẩy mạnh công nghệ chế biến sâu. Đây sẽ là tiền đề cho nông sản Việt đổi từ lượng sang chất trong tương lai. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp, Cục Quản lý Chất lượng, Nông Lâm sản và Thủy sản, Cục Thú y, Cục Bảo vệ Thực vật, Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản để thúc đẩy phía Nga tăng số lượng doanh nghiệp Việt Nam được xuất khẩu thủy sản lên trên 50 doanh nghiệp. Làm người khờ khạo một chút không sao, miễn đừng giả dối là được. Tinh quái một chút cũng được, miễn không hại người. Người khác nhìn bạn thế nào không quan trọng, chỉ cần không hổ thẹn với lòng mình là vui. Không phải lúc nào bạn cũng có được chính xác những gì mình muốn, nhưng hãy nhớ điều này, có rất nhiều người sẽ không bao giờ có được những gì bạn đang có hôm nay.